Ok các bạn, hôm nay mình đi mua đồ. Mình sẽ cho các bạn coi chợ Việt Nam như thế nào nha. Mình đi chợ Việt Nam. Có lấy xe không mẹ? Dạ. Anh ba bô cho anh đi ăn bên Việt Nam á là 1,7 triệu ký. Anh mát dữ. Kiwi, kiwi vàng. Ăn kiwi đâu, kiwi. Kiwi nhìn vậy chứ đâu có chua. Tới rồi. Cái nó dây dầu nó hết dầu rồi, sắp hết rồi. Trời ơi, xài dầu gì? Còn chỉ tử kìa con. Chỉ tử nó mình. Con gì đây? Nấm hả? Nó bình chì à? Không biết. Chào con này cho mình nhớ bắt đầu con một cái lấy có là con một con hai con ba bốn năm thì mình đi vào con hai còn con chứ thằng là gì không mắm mình còn không? Nước mắm hiệu sư tử, tử dấu ngã. Mọi người đợi ba ba mình đi vô xích thì
sấy chân đụng rồi. Chân đụng rồi. Có gì? Không gì. Tưởng hả? Chân mẹ mới bấm kia. Bấm Phú Quốc đi. Mỹ Phú Quốc. Lỗi Thượng Hạng. Dây dạng nó cột đâu, để vậy mà đành lòng thương vị mình không mua. Đây là cửa tiền trái thai không rau cổ này sẽ đi trước cái gì trà.
chính. Trà sữa sẵn, bún đậu mình chín, trà thái, ba lòng mình chín, bún đậu mình chín. Nói chung có bệnh trà sữa mình thích tự làm, tại vì mình cũng có đủ mấy món ở nhà rồi. Về mai làm cho vui. Milk tea trà sữa, không có trà đen ta. Asian là trà. Hương tên cỏ ngọt làm từ cỏ, nói chứ trà nó làm từ trà tên vậy thôi, trà làm từ cỏ. Nuôi multi nó cũng có nhiều cách làm trà sữa mà thấy không có ngon, nhưng mà tự làm không thấy nó ngon hơn, thử lại thấy nó bỏ công sức nhiều hơn. Trà xanh nữa nè, green tea. Mình chắc thấy hồng trà. Hồng trà thì vừa ngon hơn. Mình học hồng trà đi, đồng máy đó mà. Nó có cái phần, nó có cái lưng, cái vi nó mất tiêu hết. Sao? Cái này. Cái này. Cái này là có đầu có thu rồi à? Đầu lọc, đầu cái gì đó. Cái mặt nữa là cái bên là đầu với cái gì đó. Tơ. Đây. Mực nè, có muốn mực ăn gì ăn mực chứ gì không? Mực này không về đâu có làm gì không? Xào mà trời này trời lạnh mà xào không chút xíu ăn. Đậu rồi đậu cứ hết muối muối hồ muối ớt mình cũng chẳng mua ớt làm gì ớt hay đụng tới. Còn đây mì, bây giờ là mì hàng mì, đây mì, đây mì cay, mì cay hương phô mai có nè, chắc ăn thử phô mai quá, lấy hết ba lát phô mai ăn thử đi. Đây mình thấy có hương phô mai nè. Mình ai bạn nào thích ăn mì cay thì vô chợ Hồng Kông, nếu mà các bạn chị Việt Nam thì mình nghĩ có bán, chợ Mỹ thì không có bán, chị Việt Nam mà chợ những cái chợ của Hàn Quốc. Đây một thùng, một chân ra 40 gói.
khói, vị cay. Nhưng không hơi giờ hết hùng hết, nhưng mà nhà mình ăn vị cay cũng ngon dữ đó. Mình mua cái bịch 5 gói mà. Đây có mì này thì mình vớt thử 5-3 gói này ăn thử. Mì quá trời luôn, có hảo hảo nữa. Đây là hảo hảo này. Hảo hảo Việt Nam. Bạn nào muốn ăn vị cay á, có hương vị này nữa nè. Mì ba ăn liền nữa. Ăn liền này nè, 3 gói 1 đồng. Bạn nào có mì cay này, mì cay này, ngọt ngọt. Mì cay kia á, thì kêu chợ Hồng Kông hoặc là vô chợ nào của Hàn Quốc, vậy nói chung mì chợ chút Á, mình nghĩ là có. Bạn thường ăn mì này với mình, với một lấy một thùng mì kia nữa, mì cay kia nữa. Đây, mì này, một thùng mì này nữa. Một thùng mì này nữa. Giá 13 đồng, 99, 14 đồng. Đang ăn, đây là mì cay đó. Đó là mì đen á, cũng ngon. Đây là mì cay, gian hàng mì cay. Rồi thôi, gian hàng kế tiếp. Đây là gian hàng đồ ăn lạnh. Mình làm sẵn chả giò làm nó tinh để bằng cách bất định. Mình chế biến sơ lại cái ăn rồi. Được. Vị mới gì có vị mới, cái này không có cay à? Không cay á. Hả? Cay à? Cay sao không khè lửa? Cay hơn kia đó, cái nó cay hơn kia đó. Tươi nè. Mà nó nguyên đậu. Còn cái dạng khác đậu vỏ. Cái này nó có đầu không? Dạ. Chưa phòng. Chưa phòng. Người ta một câu. Đồ hộp. Đồ hộp cá đủ thứ. Pate heo. Pork. Pate gan. Chỉ biết năm pate gan. Bà tê gan. Gan heo. Tiền.
ăn vô bụng. Bánh trái vàng, bánh đầy không thiếu, kiếm được bánh ngon hay mà chuyện. Ê, oxy oxy gì cao, rất là lâu rồi không ăn. Thôi rồi, oxy cay vậy quốc đi. Nhỏ máy gì cũng phải gạch gì, gạch gì quốc. Đây, đây gạch oxy. Mà không đã rồi, để ăn cho đã. Lại vô rổ xe luôn mà. Lấy con chai dầu luôn. Dầu không ai xài á. Đó. Công trùng hạ thảo. Lấy cho em chai dầu đi chị. Đó. Đợt này. Xong rồi hả chị? Xong rồi đó. Giờ bắt đầu đi về. Trà nó là trên hộp trà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi của mình. Các bạn thích like, share, subscribe kênh để nhiều video hay hơn nha. Hôm nay đi chợ cho bạn coi rồi đó. Để lạnh luôn, 8 độ C. Không khoan. Bye rồi.